nó rất là hay ho mà không thể hiện ra được thì phí lắm. Và thầy giáo sẽ có một cái cách để chúng ta biết rằng là ở đây chỉ là những ví dụ thôi, còn thầy sẽ gửi cái tài liệu cho chúng ta để ta có cách xử lý ở nhà. Không giống như cái phần tổng kết, chúng tôi sẽ hướng tới một cái điều là dù khoa học này rất là ngắn, chúng ta không có thời gian, nhưng cái thầy cô hoàn toàn thể yên tâm là ta về ta đọc thêm cái gì trong cả phần phương pháp của tôi ban nãy và của phần thầy giáo bây giờ. Chúng tôi sẽ có một cái phần cuối cùng quan trọng nhất ở phần cuối cùng ạ. Chúng ta cố gắng chú ý một tí nhé. Dạ vâng, em xin giới thiệu lại một chút. Đó là đầu tiên là các anh chị, các thầy cô có thể truy cập vào cái đường link là canva.com ạ. Ở trong cái mục canva.com này thì các thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái mục là đăng ký tài khoản ạ. Đăng ký tài khoản, nhưng mà do đây em đã đăng ký tài khoản, em sử dụng tài khoản của trường ấy ạ. Thì của trường đại học thì bọn em được cấp, thì khi bọn em sử dụng tài khoản của trường, thì khi bọn em đăng ký trên này thì tài khoản của bọn em sẽ được sử dụng là tài khoản Pro. Thì nó sẽ được sử dụng dưới nhiều cái ứng dụng nhiều hơn. Sau đó thì ví dụ ở trên đây thì nó sẽ có một cái mục là tạo thiết kế. Thì trên cái mục tạo thiết kế này thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái bản thuyết trình cho giáo dục này. Hoặc là tiếp theo là ở đây là có thể là thiết kế một cái ảnh mà có thể đăng lên trên Insta hoặc là trên Face. Thì giả sử như là ở trên đây thì em sẽ đi kèm theo đó là trên đây nó sẽ có những cái template riêng. Thì giả sử như ở đây em sẽ hướng dẫn tạo một cái bản thuyết trình giáo dục chẳng hạn. Ví dụ như ở trên đây, đây là một cái khung nền slide ban đầu mà nó chưa có tinh, trắng tinh, chưa có gì cả. Thì ở trong này thì nó sẽ có rất nhiều cái gợi ý template. Giả sử như là em lấy một cái template này, em sẽ áp dụng cho toàn bộ tất cả. Đây thì nó sẽ hiển thị lên toàn bộ tất cả cái này. Và ngoài ra thì nếu mà trong cái quá trình đấy mà em sử dụng là có những cái khung nền khác mà em muốn thay thế những khung nền khác thì em có thể lựa chọn ở trên này. Nó sẽ có rất nhiều cái sự đa dạng của template trong đây. Tiếp theo là ví dụ như là sau đó em ở ngoài đây thì ví dụ như các thầy cô, chắc là các thầy cô sẽ sử dụng có cái PowerPoint rồi ạ. Thì các thầy cô đều nhìn thấy là mình có thể thay đổi chỉnh sửa tất cả các thứ trên đấy, thì tương tự ở trong này nó sẽ có thay đổi chỉnh sửa không chữ tất cả các thứ thì nó đều hiển thị đầy đủ rồi ạ. Thì ngoài ra ví dụ như ở trong đây thì em sẽ gặp có một cái vấn đề là ví dụ em muốn đây nó hơi mờ một chút, hoặc là ví dụ như em vẽ một cái sơ đồ trên đấy thì nó sẽ có một cái công cụ là biểu đồ đây ạ. Thì em sẽ đi từng cái một, ở trên này là mẫu thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là nó có rất nhiều cái template và những cái background phía sau hay chính là như lũi cô có chia sẻ nó đó, nó chính là cái khung nền đấy ạ. Em thì thường hay sử dụng cái slide template kiểu như này. Thì đây là một cái mà gần như là bao gồm là khi các thầy cô thiết kế một cái slide thì luôn luôn có một cái yêu cầu là làm sao để cho đến cái bố cục màu sắc, làm sao để cho nó phù hợp nhất, bao gồm là từ cho đến màu sắc của cái hình nền, màu sắc của hình ảnh cộng thêm vào màu sắc của chữ. Thì ở trên cái Canva này gần như là nó đã thể hiện hết. Thì các thầy cô cũng thế mà thay đổi những cái chữ hoặc là những cái từ mà mình mong muốn sử dụng rồi ạ. Đây là một cái ạ. Đây ạ. Khi em, bản thân em khi làm từ nay em luôn gặp một cái vấn đề đó là ở đây ạ. Em muốn tạo ra được những cái từ một cái chủ thể chính mà sẽ tạo ra được những cái nhánh nhỏ. Thì ở trong cái PowerPoint ấy, thì muốn tạo được ra cái một cái slide kiểu này thì nó sẽ gặp vô vàn cái khó khăn, đặc biệt là nếu mà em muốn tạo được ra như này thì em phải có một cái ý tưởng trong đầu, mà gần như là ở trong cái phần Canva này nó đã giới thiệu toàn bộ tất cả và gợi ý hết tất cả cho mình rồi. Và nếu mà em trước đây thì bản thân em thường hay làm thì em luôn gặp một cái vấn đề đó là nếu mà làm bằng PowerPoint thì em muốn vẽ được hình ảnh này em phải có tưởng tượng, hoặc là kèm theo một cái vấn đề nữa là em sẽ có được cái template thì sau em mới add vào. Đây, giả sử đây là một cái ví dụ ấy ạ. Giả sử đây là một cái ví dụ là cái slide ngày thời học viên của em theo học. Thì đây là một cái slide khi em muốn đưa được một cái template như này thì em sẽ phải tưởng tượng trong đầu mình và sẽ phải bố trí làm sao cái màu sắc để cho nó phù hợp với cả cái tổng thể. Nhưng mà ngược lại, giả sử đây là các thầy cô có thể xem đây là một cái.
Em mất xe rồi. Đây, ví dụ giả sử đây là một cái slide mà bên em sử dụng với cái phần mềm là Canva thì các thầy cô nhìn thấy nó sẽ khác hoàn toàn so với cả cái slide mà ban đầu bọn em làm. Đây như là tất cả những cái template và những cái icon tất cả các thứ nó đều có hết ở cái trong này của mình rồi. Và ngoài ra thì nó cũng tương tự tất cả như là giống như là bên PowerPoint thì cái nó sẽ đưa ra cho mình tạo ra được cái ghi chú cho mình bằng cái phương pháp ở phía góc phía dưới màn hình này. Thì mình sẽ tạo ghi chú và khi chỉnh chiếu lên thì nó chỉ chỉnh chiếu cái slide, còn cái phần ghi chú là mình sẽ nhìn thấy trực tiếp ở trên cái màn của mình như này. Và em sẽ giới thiệu qua, ví dụ như là các thầy cô muốn lấy được những cái hình ảnh, giả sử như là đây em muốn lấy là cái phone thì em đánh từ là phone và em sẽ chỉ việc là kích vào đấy, nó sẽ hiển thị ở bên slide này. Và em sẽ điều chỉnh kích thước của nó theo như là cái phù hợp cái mong muốn của mình ạ. Hoặc là ví dụ như là cái địa chỉ, thường thường là địa chỉ em thường hay đánh là từ màu. Đây thì em sẽ, có thể là em sẽ lấy cái hình này. Sau đó em đưa sang đây và em đánh cái địa chỉ liên hệ, ví dụ là thông tin của giảng viên hoặc là chức vụ hoặc là cơ quan công tác của giảng viên. Đây, giả sử như đây là một cái ví dụ như là em muốn kéo ra được cái ngôi nhà cộng thêm cả cái phone và cái địa chỉ email thì em chỉ việc là kéo ở trong tìm ở trong cái thành phần lên đây. Đấy là cái những cái hình ảnh mà mình có. Còn ngoài ra ví dụ như là có những cái hình ảnh mà mình mong muốn là bản thân mình chụp bằng điện thoại mà mình mong muốn là sâu lên được cái trên slide thì nó có cái phần mục là nội dung ấy ạ. Thì cái phần mục nội dung này thì các thầy cô có thể tải cái nội dung lên trên này. Sau đó thì ví dụ như là các thầy cô sẽ chọn bất kỳ một cái hình ảnh và đưa vào. Ví dụ đây là một cái hình ảnh mà em tải lên và em đưa vào thì em sẽ kéo vào như này. Em chỉ việc kéo vào và em thay đổi thôi ạ. Tương tự như vậy thì ở bên này nó sẽ có một cái mục là các thầy cô có thể tìm bất kỳ một cái hình ảnh. Ở đây có một cái mục là hình ảnh ạ. Thì các thầy cô có thể tìm bất kỳ một hình ảnh nào có thể phù hợp. Thì các thầy cô có thể trên này là nó sẽ sử dụng ngôn từ là chủ yếu ngôn từ tiếng Anh để các thầy cô tìm hiểu. Nhưng mà nếu mà các thầy cô mà không sử dụng được ngôn từ tiếng Anh thì các thầy cô có thể sử dụng tiếng Việt để tìm kiếm. Và ngược lại một cái vấn đề là ví dụ như là ở phía ví dụ như là ở bên PowerPoint ạ, em muốn tìm kiếm bất kỳ một cái hình ảnh nào thì đa phần thường thường là bọn em sẽ phải sử dụng một cái trang web như này để bọn em tìm kiếm để lấy được một cái ảnh chất lượng cao để đưa vào, tức là để làm cái background phía sau ạ. Nhưng mà ngược lại ở trên Canva nó có đầy đủ hết tất cả các thứ rồi ạ. Đấy, sau khi mà em có được một cái slide mà em đã thiết kế xong bằng cái ứng dụng là Canva này thì em muốn thuyết trình thì em chỉ việc ấn thuyết trình ở đây rồi. Thuyết trình ở đây nó sẽ có hai, nó sẽ cho mình ba cái định dạng tiêu chuẩn, định dạng tự động phát và định dạng và chế độ của người xem nhá. Thì thường thường là em sẽ chọn chế độ tiêu chuẩn và em ấn thuyết trình thì đa phần ở trên này nó sẽ có những cái hiệu ứng. Ở đây, ở trong đây nó sẽ có một cái hiệu ứng như này. Đây ạ, nó có một cái hành động ở đây ạ. Giả sử như ở trong cái trường hợp như ở đây em đang sử dụng là cái sự luân chuyển giữa các slide với nhau, giữa các hình với nhau ạ. Thì ví dụ như là giả sử đây là khối quay thì nó sẽ quay tất cả những cái hình ảnh ở trên cái slide như vậy. Còn đối với cả những cái mà có cái vương miện ở đây ạ. Thì cái tài khoản, các thầy cô phải sử dụng tài khoản Pro thì các thầy cô mới có thể sử dụng được những cái hiệu ứng như này ạ. Đây là, giả sử đây là một cái hiệu ứng mà nó có như này. Thì các thầy cô có thể đưa hiệu ứng vào, ngược lại là ở trên này thì gần như là các cái công cụ nó rất dễ dàng đối với các thầy cô gần như chưa biết gì về thiết kế. Thì các thầy cô có thể tìm hiểu thêm ở phía trên này ạ.
Và ngoài ra thì cái phần mềm Canva này thì nó đang cho các thầy cô sử dụng cái tài khoản Pro trong vòng 30 ngày miễn phí. Còn sau 30 ngày các thầy cô sẽ mất gần $12 một năm. Còn nếu mà ví dụ giả sử như các thầy cô mà không muốn sử dụng tài khoản Pro thì các thầy cô có thể sử dụng những cái hiệu ứng mà nó miễn phí như này. Thì khi các thầy cô mà tài khoản các thầy cô mà quay trở về cái tài khoản bình thường ấy thì những cái hiệu ứng mà có hình vương miệng này nó sẽ bị ẩn đi và các thầy cô sẽ không sử dụng được. Đó, và ngoài ra thì thực ra là ưu điểm thì nó đã có rồi, nhưng mà kéo theo một cái vấn đề là cái phần mềm này nó sẽ có một cái nhược điểm. Nhược điểm ở đây thì nó không giống như là cái phần viên PowerPoint. Thì ở đây là nếu mà các thầy cô mà muốn trình chiếu được thì các thầy cô sẽ phải có mạng. Đấy là một cái nhược điểm đầu tiên, là các thầy cô có mạng các thầy cô mới trình chiếu và có những cái hiệu ứng được như này. Còn nếu mà các thầy cô mà không có mạng thì các thầy cô sẽ có một cái định dạng, đó là các thầy cô tải cái định dạng đó là về PDF. Nhưng mà tải về cái file PDF thì gần như là các thầy cô sẽ không có được cái hiệu ứng vận chuyển giữa các slide với nhau. Đấy là một cái, tuy là nó có nhiều điểm ngược lại, nó sẽ có một cái nhược điểm như vậy. Ví dụ giả sử trên này thì mình có thể tải cái logo của mình mong muốn lên, có chữ văn bản tất cả mình sẽ thể thiết kế. Thì trên đây là cái mà em có thể giới thiệu sơ qua về cái ứng dụng là Canva này. Thì nếu mà các thầy cô mà sau đó thì em sẽ gửi lại cái slide và chi tiết cụ thể nhất cho bên ban tổ chức, của ban tổ chức sẽ gửi lại cho thầy cô. Và đi kèm theo đó là em sẽ có một cái video mà sẽ quay trở lại từ đầu đến cuối tất cả các thao tác đấy. Vậy xin phép. Dạ vâng. Cái này nó thuộc, đây là em đang sử dụng một cái tài khoản Microsoft. Tài khoản Microsoft này là trường cấp cho em. Nhưng mà sau này là khi đăng ký ở trên này thì nó là thuộc quyền sở hữu của em, chứ nó không phải là của trường. Vâng. Không, nó không liên quan gì đến quyền. Bởi vì là ở trên này là nó là một cái môi trường không gian ở phía trên, gần như là nó miễn phí tất cả rồi. Và ngoài ra chị muốn sử dụng những cái như em vừa nói là chị muốn sử dụng những cái tài khoản bản quyền ấy, thì nó sẽ có những cái hiệu ứng mà phải tài khoản Pro chị sử dụng được. Xin phép thầy giáo cho hỏi một chút có được không ạ? Dạ vâng em ơi thầy. Thầy giáo cho hướng dẫn là cái kỹ thuật trình bày slide làm sao cho người học, người xem người ta dễ tiếp cận. Tôi nói ví dụ là thầy hướng dẫn là trình bày cái cỡ chữ là loại gì, có chân hay không có chân, radian hay là tham new human, cỡ chữ là 22, 24 hay 28, bố trí là 8 hay 10 dòng, cái khả năng bao nhiêu chữ và bao nhiêu ảnh để cho nó dễ tương tác, dễ cập nhật, thì để cho các anh em chúng tôi soạn bài cho nó tương tác nó dễ, vì cô cũng nói là trình bày slide sao cho nó phải đẹp, thì thầy giúp cho cái đấy ạ. Dạ vâng, em cảm ơn câu hỏi của thầy. Nhưng mà thực ra trên một cái quan điểm là từ xưa nay bọn em được giảng dạy và yêu cầu ở tất cả các trường đại học là slide càng ít chữ càng tốt. Và gần như là không có chữ, chủ yếu là toàn là hình ảnh để diễn giải và chủ yếu là có sự tương tác giữa giảng viên với cả học viên và sinh viên thôi ạ. Và cỡ chữ bao nhiêu thì nó lại phụ thuộc vào trong cái ví dụ như ở trong cái mục này ạ. Em quay trở về đây một chút. Đây, ví dụ như em muốn tạo ra một cái thiết kế thì trong đây em có một cái mục là cỡ tùy chỉnh. Nó cỡ tùy chỉnh này nó lại phụ thuộc vào trong cái slide. Ví dụ khi em trình chiếu trên này thì ví dụ như các thầy cô nhìn thấy ở phía dưới này em đang bị mất một ít, phía trên em bị mất một ít. Thì nếu mà em biết được căn cứ được cái phông, cái kích thước của cái phông chiếu này thì em muốn chiếu cho nó phóng ra to toàn bộ màn hình thì em sẽ phải hỏi được cái kích thước này và em điều chỉnh kích thước này. Thì khi điều chỉnh kích thước này thì tương ứng trên đó là cái phông chữ và cỡ chữ nó sẽ phải khác nhau hoàn toàn ạ. Cái này nó không cố định ạ, nó phải phụ thuộc tùy vào từng hoàn cảnh ạ. Thầy cho tôi hỏi thêm một chút ạ. Dạ vâng. Vì bình thường chúng tôi cũng có các cái lớp của các anh chị khóa trước các anh ấy hướng dẫn ạ. Thì thông thường các anh ấy hướng dẫn là sử dụng cái loại chữ mà không có chân, ví dụ như radian vân vân, một số chữ
mảng xanh các cái website của những cái tập đoàn lớn như Microsoft hay là các tập đoàn người ta sử dụng ạ, thì cái tương tác mắt của cái người xem người ta sẽ rất dễ. Cái thứ hai là cái là chúng tôi có dạy cả cái văn bản pháp luật, nên là có những cái mà bảo trình hình ảnh kèm vào đấy thì có thể trình bày, nhưng bản chất mà khi dạy văn bản pháp luật đó là chữ. Vậy thì trình bày cái chữ thì bao nhiêu dòng trên một slide là phù hợp, cái độ giãn dòng, cái đấy nó rất quan trọng với kỹ năng với nhóm giảng viên chúng tôi. Nên là nếu về mặt chuyên môn mà các thầy sâu về cái kỹ năng này, nghĩa là có đánh giá tương tác giữa cái người nghe thuyết trình và người trình bày ấy, để người ta dễ tiếp thu, thì cũng mong thầy với cô giáo có kinh nghiệm là nói cho anh chị em học viên chúng tôi và những giảng viên để chúng tôi soạn làm sao cho nó chuẩn. Xin cảm ơn. Thưa thầy, thì cái trả lời câu hỏi này hơn thì em xin mời cô. Cảm ơn thầy giáo. Em có chia sẻ gì về những nội dung này nữa không? Em quyết định cắm cái mic. Thực ra thì trong những khoảng thời gian mà chúng ta còn lại thì tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để có thể đáp ứng được cái câu hỏi này một cách đầy đủ ạ. Tuy nhiên tôi xin gợi ý. Gợi ý này thì cũng là thầy bảo có đồng ý hay không. Ví dụ, cái câu hỏi về có bao nhiêu chữ trong một slide thì vừa. Cái chân với không chân thì thầy nói, thực ra câu hỏi đấy cũng chính là câu trả lời rồi ạ. Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy như thế. Tuy nhiên thì theo những gì mà tôi được biết trước đến nay thì người ta quy định những cái nguyên tắc trong việc chúng ta thể hiện cái slide. Ví dụ, nguyên tắc 7/7. Chúng ta từng nghe thấy nguyên tắc này chưa? Bằng 7 dòng 7 chữ. Thì đấy là một con số gợi ý thôi ạ. Chứ không nhất thiết là cứ phải trong giới hạn đó. Không phải trong giới hạn đó đâu. Mà đấy là một cái gợi ý trung bình. Cũng giống như khi nãy ta nói đến là không thuyết trình quá 20 phút. Thì không có nghĩa là cứng nhắc như thế. Có người thuyết trình đọc thoại 30 phút vẫn hấp dẫn. Mà có người mới 5 phút đã chán lắm rồi. Thế nhưng đấy là một cái con số để người ta gợi ý chúng ta biết được cái khoảng đó, để ta để ý hơn, để ta sắp xếp. Thế thì trong slide, ví dụ như một cái slide này của tôi chẳng hạn. Đây ạ, nhân tiện. Đây là cái việc mà lát nữa tôi sẽ nói đến trước khi chúng ta ra về. Một cái nhiệm vụ như thế này. Thì các thầy cô thấy rằng về mặt kỹ thuật nó đang bị chạy, thành ra nó hơi bị méo mó. Thế thì các thầy có thể thấy nhé, ở đây chỉ có 3 dòng thôi, thêm một dòng tiêu đề là 4. Thì có nghĩa là không cần phải là 7. Nhưng mà càng nhìn dễ nhìn có sao đâu, đúng không? Hoặc là những cái trang của tôi từ sáng giờ, có những trang chỉ có 2 chữ thôi, hoặc là có 4-5 chữ thôi, và có một hình ảnh càng dễ nhìn. Nhưng cũng có những trang mà tôi tổng kết tôi tới hàng chục dòng. Nhưng không nghĩa là như thế là hoàn toàn sai đâu ạ. Tức là 7/7 là một cái gợi ý trung bình. Và để ta ý rằng đừng quá nhiều. Nhưng mà tôi không bao giờ để một cái trang mà khoảng 20 dòng chi chít bé tí là không bao giờ. Nếu như quá dài tôi sẽ ngắt làm 2 trang, 3 trang. Đấy, tức là trong phạm vi cho phép. Chúng ta làm nào để đáng chừng là người học người ta sẽ nhìn được, đọc được, không bị nhức mắt, không bị khó chịu là được ạ. Không cần phải máy móc đâu, nhưng đến những gợi ý cần thiết. Tôi nghĩ vậy. Thế còn về màu sắc rồi cách bố trí như nào, đặc biệt là những kỹ thuật, thì thầy giáo vừa mới gợi ý. Tôi biết rằng thầy giáo sẽ cung cấp chúng ta một loạt những cái link, hoặc là những cái văn bản hướng dẫn, hoặc là những cái, thậm chí cả những cái template sẵn rồi, đúng không em? Thì chúng ta rất là tiện, chúng ta có thể về mở file ra, chúng ta làm được ạ. Ở đây một ít thời gian dành thì thầy giáo chỉ nói về cái cách thức chúng ta sẽ tiếp cận cũng như là khai thác nó trong thực tế hay trong tương lai như thế nào thôi ạ. Và cũng vì thế, nối vào với những gì tôi đã trình bày từ sáng đến giờ, thì đây cũng chỉ là những ví dụ. Xin khẳng định lại ạ, đây cũng chỉ là những ví dụ mà chúng ta biết rằng trong thực tế có thể làm gì với nó. Thế thì một số những phương pháp mà tôi đã gợi ý bên trên, cũng như là những cái nguyên tắc hay quan điểm giảng dạy, thì để ta biết rằng hiện nay đang tồn tại cách giảng dạy như thế được coi là tiên tiến nhất, được coi là hiệu quả nhất. Tuy nhiên, ta tựa vào đó để ta xem là hãy linh hoạt trong việc giảng dạy của mình, đối tượng như thế nào, hoàn cảnh ra sao thì nó hiệu quả nhất, và chính chúng ta sẽ là người sáng tạo ra thêm các phương pháp. Cái phương pháp cho phù hợp với mình, cho cái ngành giảng dạy về an toàn lao động, thì đấy là điều chúng tôi mong muốn nhất ạ. Tóm lại, trong cả ngày hôm nay thì chúng ta đã chia sẻ với nhau khá nhiều cái nội dung ở một mức độ khái quát. Và tôi hy vọng là các thầy cô sẽ dành thời gian. Có thể nếu có những khóa học tiếp theo thì thật là tốt. Tuy nhiên nếu không có thì ta vẫn có thể có những cách để tự mình cho rồi được ạ. Chúng ta có rất nhiều tài liệu để đọc, nhưng tài liệu về những phương pháp tích cực thì không nhiều. Và nhân tiện đây thì có 3 việc mà tôi muốn gửi đến các thầy cô. Việc thứ nhất
đây là nhiệm vụ của chúng ta. Đây là nhiệm vụ ạ. À. Chúng ta sẽ có thể sẽ có những bài sát hạch, có những bài kiểm tra hoặc những cái hình thức nào đó để nghiệm thu. Thì đây là một cái cách để chúng ta nghiệm thu ngày hôm nay và để chúng ta phát triển cho công việc của mình trong tương lai, trong cái bài giảng của mình. Các thầy cô hãy lập kế hoạch cho một bài giảng 180 phút tức là một buổi. Ta thử làm thế đi. Đây là việc mà chúng ta có thể giao tiếp, tiếp tục với giảng viên sau khóa học. Tôi sẵn sàng có thể chia sẻ cùng với thầy cô về những kế hoạch này. Các thầy cô hãy lập nó và nếu như cần thiết thì có thể gửi. Tôi sẽ dành thời gian để tôi xem và xem có thể đóng góp thêm với thầy cô, thay đổi cái gì cho nó hoàn hảo. Nếu ai thực sự được tâm huyết. Tất nhiên là với lớp của chúng ta những hơn 100 người thì nếu tất cả cùng gửi chắc là tôi không thể có đủ thời gian để xem đến như thế ạ. Tuy nhiên những là thầy cô nào thực sự là cần thiết và có nào thật sự muốn hỏi, muốn trao đổi ấy, thì ta hãy cứ gửi cho tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian để chia sẻ thêm. Thì đây là cái quyền quan trọng nhất sau tất cả. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai tôi xin gợi ý, chúng ta hãy tìm, hiện nay có một cái tài liệu của cô Phạm Thị Thúy và cô Nguyễn Thị Minh Phượng về một cuốn sách Cẩm nang phương pháp sư phạm. Thì cô Phượng là đồng nghiệp của tôi và cô Thúy là học trò của tôi. Thì hai người đó đã cùng nhau viết, tức là tập hợp lại các cái phương pháp trong thực tiễn mà các thầy cô có thể xem. Đấy là cuốn sách mà vắn tắt được các phương pháp ở mức độ khái quát. Thì chúng ta xem thì là một gợi ý. Nhưng mà nếu mà chúng ta không trải qua những cái khóa huấn luyện thì cũng khá là khó để có thể thực hiện được. Tất nhiên sẽ có được bước thứ nhất ạ. Thế còn một cuốn sách thứ hai thì tôi đã viết ở một mức độ nâng cao. Tức là nếu như các thầy cô mà không tham dự các khóa huấn luyện mà đã đọc cuốn này thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đạt được. Bởi vì đây là một cuốn sách mà tôi đã tổng hợp rất nhiều kinh nghiệm trong mấy chục năm giảng dạy của tôi về từng phương pháp một. Ví dụ như đây ạ, ví dụ như là những phương pháp này từng bước một thì chúng ta làm thế nào, kỹ thuật làm từng bước và trong mỗi bước có thể xảy ra điều gì, xảy ra người ta xử lý làm sao, đặc biệt là cái phần mà sẽ xử lý tình huống có hẳn một cái chương về giảng viên vượt chướng ngại vật như thế nào. Trong đó có câu hỏi của thầy Bình Văn Sáng là khi học viên đặt câu hỏi khó mà giảng viên không trả lời được thì ta vượt qua nó như thế nào, ví dụ thế. Thế thì có rất nhiều những cái tình huống xảy ra và tôi đã tập hợp trong cuốn sách này. Thì ở đây là một cuốn sách mà tôi viết khá là tỉ mỉ và chi tiết, thì các thầy cô có thể sau này sẽ có điều kiện sẽ tìm hiểu thêm. Hiện nay sách thì chưa ra thị trường. Tôi in từ đưa vào nhà in ở Sài Gòn Book ở Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6. Thế đúng cái ngày lệnh in thì lockdown Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ họ đang vận hành lại rồi nhưng mới có 10% nhân công đi làm thôi. Nên cuốn sách đang trong quá trình in ấn và họ hẹn tôi là đến đầu tháng 11 nó mới về đến Hà Nội cơ. Thế nhưng mà tôi cũng xin gợi ý là chúng ta có thể quan tâm, sau này chúng ta có thể đọc nó. Vì đây là cuốn sách tỉ mỉ nhất và mang tính chất nâng cao duy nhất hiện nay. Thì đây là một trong ba cuốn sách mà Sài Gòn Book đang đánh giá là nó sẽ là bestseller của năm nay của Sài Gòn Book. Và có một cái chương trình để ra mắt sách ở đường Hoa Nguyễn Huệ vào lẽ ra là vào tháng 7 vừa rồi ạ. Nhưng bây giờ chúng ta biết tình hình dịch thế, thành ra có lẽ sẽ sang năm mới. Thì tháng 11 sẽ có sách về. Nhưng mà tôi mong các thầy cô sẽ để ý để chúng ta có thể đọc thêm. Vâng ạ. Thì đấy là việc thứ hai. Cuốn này tên là Nghệ thuật giảng dạy và cái khác của nó là Nghệ thuật để giảng dạy thành công và thuyết trình lôi cuốn. Hai mục tiêu chính của cuốn sách này. Thì tôi nghĩ là cũng rất là tốt cho chúng ta. Chúng ta để ý. Việc thứ ba. Lời dặn dò của chúng tôi ngày hôm nay cũng như cho khóa học ạ. Như đầu tiên chúng ta nói, giáo dục là thắp lửa chứ không phải đổ đầy. Và chúng tôi rất mong muốn chúng ta sẽ có được những cái giờ học hạnh phúc. Giờ này rất là muộn rồi. Cũng do một số những trục trặc về kỹ thuật cho nên chúng ta bị lì lên một chút ạ. Nhưng tôi mong cũng như tin là các thầy cô sẽ thông cảm và chia sẻ về điều này. Thì dù sao tôi vẫn muốn nhắc lại. Không biết là chúng ta có đạt được điều này ngày hôm nay không. Tuy nhiên rất mong các thầy cô sẽ ghi nhận phương diện nào đó và chúng ta hãy giữ lại những gì mà cần thiết cho mình trong ngày hôm nay. Và cái thông điệp cuối cùng của tôi đó là hãy làm ngay những điều mình biết. Người thành công không phải là người cố để biết nhiều mà phải áp dụng ngay những điều đã biết. Áp dụng ngay những điều đã biết. Áp dụng bằng cách nào? Ngay trong những bài giảng sắp tới.
ta chuẩn bị bài giảng và ta thực hiện ngay. Nếu không áp dụng ngay thì sẽ trôi đi mất. Rồi cuối cùng sang năm nếu chúng ta có quay trở lại gặp nhau lại, ồ tất cả lại mới rồi, thì phí lắm. Thì ta lãng phí mất ngày hôm nay đấy. Cho nên chúng ta hãy làm ngay nhé, áp dụng ngay ạ. Và sẵn có nếu như có gì cần trao đổi thì có thể điện thoại hoặc email trao đổi với tôi ạ. Tối nay chắc chắn tôi sẽ trao đổi với thầy Bình. Thầy Bình không biết giờ này còn đây không hay về rồi. Nhưng mà tôi rất là vui vì lời nhận xét của cô Huyền. Và đấy cũng chính là cái điều mà tôi tâm niệm. Cũng muốn chia sẻ với thầy cô, giảng viên ý, nói là phải làm. Và những gì ta nói ta phải làm. Nói đi đôi với làm. Chứ còn ta nói mà đằng làm một nẻo thì ta rất là khó để có thể truyền đạt đến ai để người ta làm theo mình. Đấy. Nếu chúng ta làm thực sự và tâm huyết thì cái gì ta nói chính là cái ta là. Chứ không phải ta diễn, không phải ta làm, nói cái người khác làm. Đấy. Cho nên những gì tôi biểu hiện ngày hôm nay cũng là một cái cách bộc lộ điều đó đấy ạ. Nói gì thực hiện ngay, chứng minh ngay. Thì đấy là cách mà giáo dục dễ nhất, cách mà truyền đạt một cách hiệu quả nhất. Thì tôi mong là như vậy. Thế cuối cùng xin chúc tất cả các thầy các cô thành công trong công việc mình và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin tạm biệt ạ. Xin thay mặt thầy Hiến. Ngày hôm nay của chúng ta thì đến đây là kết thúc. Thế còn ngày mai thì các anh chị sẽ học online ạ. Thì ban tổ chức cũng sẽ gửi cái đường link ID và password vào Zoom để cho các anh chị học online. Thì buổi ngày mai sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng ạ. Thì cũng đề nghị các anh chị là vào lớp trước, vào Zoom trước 5 phút để ổn định lớp học. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Cảm ơn ban tổ chức. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả các thầy các cô. Cảm ơn cô giáo rất nhiều. Thế hôm nay ngày chúng ta học trực tiếp duy nhất đấy. Xin tạm biệt các thầy cô nha. Xin tạm biệt các thầy cô ở các đầu cầu ạ. Và xin lỗi vì sự thế này. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn cô rất nhiều ạ.